Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. 10 nốt ruồi may mắn trên cơ thể không nên tẩy xóa. Nốt ruồi đầu tiên là ở giữa trán. Đây là người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được coi là tướng nốt ruồi đại phú, đại quý, tài vận cực hanh thông. Nếu có nốt ruồi ở vị trí này, bạn tuyệt đối không nên xóa bỏ, kẻo sẽ tự mình đánh mất vận may vì đây là nốt ruồi may mắn trên cơ thể của bạn. Ngoài ra, nếu phần giữa hai trán có nốt ruồi, đây là đối tượng kết hôn lý tưởng, nhân duyên tốt đẹp. Vị trí số 2, nốt ruồi giữa đỉnh đầu. Bạn thật sự may mắn nếu sở hữu nốt ruồi này. Ngay từ khi sinh ra thì bạn đã mang trong mình vận khí tốt đẹp khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, sẽ có quý nhân xuất hiện phụ trợ, tai qua nạn khỏi. Hiếm khi thấy bạn vướng vào nỗi lo chật vật, lo về vật chất vì ngay từ khi lọt lòng, bạn đã được bao bọc trong điều kiện sống tốt nhất. Vị trí số 3, nốt ruồi giữa cằm. Người này thời trẻ đã có suy nghĩ thấu đáo, làm việc cẩn trọng, dễ có được lòng tin của người khác nên không khó để thành công. Thêm nữa, những người có nốt ruồi ở cằm thường có duyên về địa ốc, điền trạch. Khi về già, bạn sẽ có khối bất động sản đồ sộ hoa lệ. Vị trí số 4, nốt ruồi ở nách. Người này có thể không giỏi kiếm tiền, nhưng khi cơ hội đến, họ biết tận dụng để làm giàu, đồng thời có khả năng quản lý tài chính rất tốt. Tài vận của người này tốt, đồng thời cũng rất đào hoa, nhân duyên tốt đẹp. Vị trí số 5, nốt ruồi vuông góc dưới môi. Chủ nhân của tướng nốt ruồi này có năng lực trực thụ, quyết đoán trong mọi việc xử lý. Bên cạnh đó thì người này còn làm việc tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, dễ dàng được người khác tín nhiệm. Vị trí số 6, nốt ruồi ở đầu gối. Sở hữu nốt ruồi may mắn này thì bạn chính là cao thủ trong việc nắm giữ tiền bạc, năng lực quản lý tài chính tốt, cộng thêm sự nhạy bén về các con số. Bạn luôn biết cách tạo ra và nắm bắt những cơ hội mà người khác không thể nhìn thấy. Vị trí số 7, nốt ruồi ở mông. Đa phần những ai có nốt ruồi ở mông đều sở hữu năng khiếu nghệ thuật vượt trội. Nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật thì sẽ sớm thành công, vang danh thiên hạ. Ngoài ra thì chủ nhân của nốt ruồi này có khả năng, năng lực làm việc trật tự rõ ràng, khả năng độc lập cao và rất có phúc khí. Vị trí số 8, nốt ruồi ở lòng bàn tay. Đây được gọi là nốt ruồi khai vận. Có nốt ruồi này chứng tỏ bạn rất thông minh, khả năng quản lý tiền bạc tốt, không bao giờ thiếu tiền, lúc về già còn gặt hái thành tựu to lớn. Vị trí số 9, nốt ruồi ở dưới rốn. Nốt ruồi dưới rốn cũng được coi là cát tướng. Chủ nhân của nốt ruồi này có tài vận hanh thông, gặp nhiều may mắn về tiền bạc, không bao giờ thiếu tiền xài. Nếu là phụ nữ có nốt ruồi này thì khả năng được gả vào nhà giàu có, quyền quý rất cao, có số vượng phu ích tử. Vị trí số 10, nốt ruồi ở bàn chân. Nếu có nốt ruồi ở vị trí này thì bạn là người di chuyển rất nhiều, có cơ hội được đi đây đi đó, du lịch hay làm việc ở nước ngoài để phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, đây là nốt ruồi thể hiện sự nghiệp và địa vị ổn định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại! Audio Jungle.